Mến chào quý vị khán giả đến với tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất về những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với tin trình sau đây. Trịnh Kim Chi nói thẳng về thương tín và ôn nào từ thiện khiến dân mạng không khỏi bàn tán bắt phó giám đốc sở tư pháp và phó cục trưởng cục thuế liên quan vụ sai phạm bán 262 lô đất ở Phú Yên. Khởi tố bắt tạm giam 4 cựu cán bộ trung tâm giáo dục thường xuyên Nam Định cấp học bạ trái quy định. Bắt giam nguyên trưởng và phó phòng lao động thương binh xã hội thành phố Trà Vinh tham ô tài sản. Cảnh giác với tài khoản YouTube Ngọc Hoàng Đại Đế. Tổng giám đốc công ty cổ phần tầm nhìn Gia Nghĩa Group lừa đảo hàng chục tỷ đồng đã bắt được kẻ trộm 32 nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2. Và sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là thông tin, chị Kim Chi nói thẳng về thương tín và ồn ào từ thiện khiến dân mạng không khỏi bàn tán. Thưa quý vị, mới đây, phóng viên đã có buổi trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi về nghề nghiệp cũng như là biến cố xảy ra với chị trong 2 năm qua. Chị Kim Chi tiết lộ rằng cảm thấy buồn khi mà nhắc đến ồn ào, bị đặt điều, lăng mạ những thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội. Thực lòng tôi không muốn nhắc đến chuyện này, ngay cả thời điểm tôi bị nhục mạ bởi vì tôi nghĩ rằng đó là nỗi buồn nên quên. Nhưng bạn hỏi thì tôi chỉ vắn tắt thế này, ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng ấy tôi thực sự buồn lòng nhưng đã chọn giải pháp hóa giải trong im lặng. Tôi luôn tin rằng mình không làm sai, lương tâm của mình không bị cắn rứt, thời gian sẽ trả lời. Con gái lớn tôi có theo dõi sự việc, con đã vâng lời tôi rằng không để sự việc tác động đến cảm xúc. Bé thứ hai còn quá nhỏ nên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hai con thấy tôi vẫn bình thường nên gia đình vui vẻ. Tôi nghĩ rằng mọi nhân quả ở đời đều rất công bằng. Nữ diễn viên cũng nói thẳng về nghệ sĩ Thương Tín, thật ngạc nhiên là tôi chỉ thoáng buồn tình đồng nghiệp chứ không bị sốc gì cả. Khi vợ chồng anh Thương Tín lên mạng nói những điều như thế, tôi chỉ biết cười thôi. Như như bạn đã biết, tôi vốn dĩ rất chi tiết và cụ thể mọi việc, nên tiền bạc cá nhân tôi giúp trực tiếp và Mạnh Thường Quân ủng hộ anh Thương Tín, tôi đều công khai và minh bạch. Công chúng không lên án tôi, có thể vì họ theo dõi và nắm rõ sự tình. Khi được hỏi về điều khiến bản thân chùn bước, và ngưng công việc từ thiện, chị Kim Chi khẳng định không bao giờ dừng lại. Có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc nghệ sĩ kêu gọi đóng góp từ thiện, có người cho rằng nghệ sĩ lợi dụng việc ấy để đánh bóng tên tuổi và tranh thủ lợi ích, mà nói thẳng ra từ thiện là một nghề kiếm tiền dễ dàng. Tôi suy nghĩ nhiều về ý kiến này và thấy rằng không phải không có lý. Vì vậy từ năm 2002 tôi kêu gọi công chúng đóng góp từ thiện Quỹ chăm lo cho nghệ sĩ do tôi sáng lập từ 2001 sẽ được hoạt động bằng tiền cá nhân của tôi và gia đình. Tuy nhiên anh chị em nghệ sĩ nào, tôi nhấn mạnh lần nữa, chỉ anh chị em nghệ sĩ muốn góp sức, tôi chào đón. Nhiều năm qua tôi luôn dành các phần quà cho những nghệ sĩ tiền bối, anh chị em hậu đài nghèo khó, bệnh tật. Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thành phố lockdown, tôi mở rộng đối tượng giúp đỡ lên cả văn sĩ rồi họa sĩ. Tên năm nay tôi hy vọng có nhiều phần quà hơn vì mọi người hoạt động kinh doanh đã trở lại bình thường. Nữ diễn viên vô cùng buồn khi mà chứng kiến nhiều hoàn cảnh nghệ sĩ tài xanh rất lẫy lừng nhưng đến nay thì trải qua những tháng ngày khốn khó trái ngược với cuộc đời sân khấu. Tôi buồn đến mức nghĩ tới là khóc, tôi tự hỏi vì sao họ không thể có phần cuối cuộc đời bình thường như bao người khác. Vì vậy tôi muốn chia sẻ với đồng nghiệp tiền bố của mình nhằm giúp họ bớt đi khó khăn. Chị Kim Chi khẳng định rằng sẽ vẫn tiếp tục giúp đỡ nghệ sĩ đến khi không còn tiền. Sau khi bắt tay vào công việc thiện nguyện, vô tình tôi nhận ra điều may mắn đến với tôi rất là nhiều. Công việc kinh doanh của chồng tôi, cá nhân tôi thuận lợi. Tôi tự nghĩ, phải chăng là mình đã gửi đi tín hiệu tích cực sẽ nhận lại được những tín hiệu tích cực. Đó là lý do tôi tiếp tục công việc này cho đến khi nào mình không còn tiền. Tin tiếp theo, bắt phó giám đốc sở tư pháp và phó cục trưởng cục thuế liên quan vụ sai phạm bán 262 lô đất ở Phú Yên. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên cho biết đã bắt tạm giam đối với bị can Mai Hắc Lợi, sinh năm 1962. Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh và Nguyễn Ngọc Duy sinh năm 1976, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Việc bắt tạm giam hai bị can được thực hiện theo yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên để đảm bảo công tác điều tra vụ án liên quan đến cuộc đấu giá 262 lô đất nhà ở liền kề ở khu đô thị Nam Tuy Hòa. Trước đó tháng 8 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên khởi tố hai bị can trên nhưng chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú. Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã xác định các bị can Mai Hắc Lợi, Nguyễn Ngọc Duy thống nhất chia 4 khu đất để đấu giá từng khu, bỏ điều kiện năng lực tài chính của nhà đầu tư, bổ sung chính sách hỗ trợ 5% cho người trùng đấu giá, làm cơ sở giúp sức để ông Nguyễn Trí Hiến, cựu phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã bị khởi tố bắt tạm giam thực hiện việc cắt giảm 8 tỷ đồng bán đấu giá 262 lô đất trái quy định pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước cũng trong vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can đối với bà nguyễn thị nở nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh ông ngô quang phú phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh Trước đó tháng 5 năm 2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa dự án đang triển khai chưa hoàn thành nhưng để thực hiện dự án bán đấu giá quyền sử dụng đất ông nguyễn trí hiến thay mặt ủy ban nhân dân thành lập hội đồng đấu giá Ngày 28 tháng 4 năm 2017, ông Hiến đã ký quyết định số 872 có nội dung người chúng đấu giá được hỗ trợ 5% trên tổng giá trị mỗi khu đất đưa ra đấu giá, do việc mua toàn bộ khu đất để thực hiện bán lẻ từng căn hộ. Việc hỗ trợ 5% nêu trên không được thông báo công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, truyền hình để người dân biết tham gia đấu giá. Ngày 29 tháng 5 năm 2017, Hội đồng đấu giá do ông Mai Hắc Lợi và 10 thành viên Hội đồng đấu giá thực hiện việc bán đấu giá 262 lô đất với 3 người tham gia. Kết quả bà Ngô Thị Điều, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng và Du lịch An Phú Thịnh là người trả giá cao nhất với số tiền hơn 162 tỷ. Sau khi trừ 8 tỷ được giảm ưu đãi, bà Điều chỉ trả hơn 154 tỷ để nhận 262 lô đất, thấp hơn giá sàn là 6 tỷ. Sau khi chúng đấu giá, bà Điều không xây dựng căn hộ để bán lẻ theo chính sách hỗ trợ mà chuyển nhượng đất nền cho người khác để kiếm lời. Đến 14 tháng 9 năm 2020, bà Điều đã bán toàn bộ 262 lô đất nêu trên, tổng số tiền hơn 328 tỷ đồng, hưởng tranh lệch 168 tỷ. Nữ doanh nhân bất động sản trốn thuế sẽ được tách điều tra xử lý riêng. Trong quá trình điều tra vụ bán 262 lô đất trên, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện bà Ngô Thị Điều, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh có dấu hiệu trốn thuế. Qua quá trình điều tra, đến tháng 9 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Điều về tội trốn thuế. Đến tháng 12 năm 2021, bà Điều được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo cơ quan điều tra trong quá trình thực hiện hành vi trốn thuế, bà Điều nhận được sự giúp sức của một số đối tượng do không thể hoàn thành sớm việc điều tra đối với tất cả các đối tượng liên quan về hành vi trốn thuế và không để ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan toàn diện của vụ án. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên tách vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý sau đối với hành vi trốn thuế. Chuyển sang tin tiếp theo, khởi tố bắt tạm giam 4 cựu cán bộ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Nam Định, cấp học bạ trái quy định. Thưa quý vị, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, lệnh tạm giam về tội, giả mạo trong công tác xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Nghĩa Tân, nay là Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, huyện Nghĩa Hưng và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, huyện Nam Trực, nay là Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, huyện Nam Trực, giai đoạn 2011-2012. Các bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm có Vũ Văn Tuế sinh năm 1956, nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Nghĩa Hưng, Vũ Thị Hạnh sinh năm 1958, nguyên tổ trưởng tổ văn hóa trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Nghĩa Hưng. Đinh Quang Hòa, sinh năm 1971, nguyên giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Nam Trực, giai đoạn 2009-2017, nay là phó giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Nam Trực. Trần Đăng Nghiêm sinh năm 1963, nguyên giáo viên bộ môn toán, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Nam Trực. Theo điều tra của cơ quan công an, các bị can có hành vi cấu kết với nhau hoàn thiện hồ sơ, giả mạo tài liệu để hợp thức hóa quy trình thủ tục cấp học bạ bổ túc trung học, học bạ trung học phổ thông trái quy định cho nhiều người không đủ điều kiện. Vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Nam Định tiếp tục tập trung điều tra, mở rộng vụ án. Chương trình sẽ được tiếp tục với thông tin bắt giam nguyên trưởng và phó phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Trà Vinh tham ô tài sản. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can về hành vi can tội tham mô tài sản xảy ra tại phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Trà Vinh. Cụ thể, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can gồm Lê Thị Hồng 49 tuổi, nguyên trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Trà Vinh, Lê Thị Thanh Loan 44 tuổi và Trần Văn Quý 38 tuổi cùng nguyên phó trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Trà Vinh để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Liên quan đến vụ án trên, cơ quan cảnh sát điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú 4 bị can, nguyên là công chức phòng lao động thương binh xã hội thành phố Trà Vinh, gồm Nguyễn Thanh Bình 44 tuổi, Lâm Thị Huỳnh Thơ 38 tuổi, Thi Hải Yến 41 tuổi, Đỗ Văn No 56 tuổi. Theo kết luận điều tra ban đầu trong năm 2018 và năm 2019, Hồng với vai trò là trưởng phòng lao động thương minh xã hội thành phố Trà Vinh, chủ tài khoản đã chỉ đạo cấp dưới gồm Quý, Loan, Bình, Thơ, Yến, No lập khống nhiều chứng từ thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng lao động thương binh xã hội, quyết toán các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước với số tiền hơn 609 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã chứng minh được các bị can sử dụng trên 106 triệu đồng, chia cho nhau mỗi người hơn 15 triệu đồng riêng số tiền còn lại hơn 503 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục xác minh và làm rõ. Chuyển sang tin tiếp theo, cảnh giác với tài khoản YouTube Ngọc Hoàng Đại Đế. Thưa quý vị, qua xác minh từ nội dung phản ánh của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đã xác định trên mạng xã hội YouTube xuất hiện chủ tài khoản Thầy Long và số điện thoại 0984133. XXX tự xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế, Thầy Long đã đến nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước để quay video có nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan, xuyên tạc vong linh các anh hùng liệt sĩ, gây hoang mang và bức xúc trong dư luận xã hội. Một số đoạn clip được thầy Long cắt ghép tạo dựng có nội dung phản cảm, kích động, lôi kéo người xem tụ tập đông người tại các nghĩa trang liệt sĩ, rồi tung tin sai sự thật về chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, người có công với đất nước. Từ nội dung vụ việc trên, cơ quan chức năng đề nghị các địa phương cần tăng cường theo dõi giám sát, ra soát trên không gian mạng những bài đăng, những video của đối tượng trên. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi của đối tượng ngay khi có dấu hiệu xâm nhập vào các nghĩa trang liệt sĩ để dựng cảnh quay phim, chụp hình. Người dân cần hết sức cảnh giác khi mà tham gia các mạng xã hội, thấy có hình ảnh, nội dung của tài khoản đối tượng này thì báo ngay cho cơ quan chức năng, tuyệt đối không bình luận, chia sẻ thông tin đến cộng đồng mạng xã hội. Chuyển sang tin tiếp theo tổng giám đốc công ty cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group lừa đảo hàng chục tỷ. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 5 trao đổi với phóng viên, lãnh đạo công an quận Hà Đông thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1984 ở phường Phú La quận Hà Đông để điều tra về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, Công ty cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group thành lập từ 2008, trụ sở phường Phú La. Hoạt động chính của công ty là khai thác, hoạt động chính của công ty khai thác bãi thải ở mỏ than cọc 6 ở Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Quá trình hoạt động kinh doanh của Gia Nguyễn Group bị thua lỗ. 2019, thì Dũng vay nợ 8 cá nhân số tiền lên tới hơn 70 tỷ. Năm 2019, thì Nguyễn Văn Dũng chỉ đạo nhân viên công ty Gia Nguyễn phát triển phần mềm kinh tế chia sẻ, hình thức là lắp đặt các màn hình TV quảng cáo tại các địa điểm trên 10 tỉnh thành, rồi thông qua ứng dụng để phát quảng cáo thu tiền lợi nhuận. Nhưng trên thực tế, thì công ty Gia Nguyễn chưa ký được hợp đồng kinh doanh để sinh lợi nhuận từ việc phát quảng cáo trên số màn hình đã lắp đặt. Do cần tiền chi trả nợ cá nhân, chi phí các hoạt động của công ty nên từ tháng 6 năm 2021, Dũng chỉ đạo nhân viên công ty quảng cáo hình thức kinh doanh này thông qua việc mở các lớp học, từ đó lôi kéo người dân tại Hà Nội và các tỉnh thành khác đến nghe rồi kêu gọi góp vốn vào công ty. Số vốn ban đầu cần góp là 38 triệu đồng một người trở lên, tương đương với việc mua một màn hình quảng cáo thương hiệu GNG. Dũng thỏa thuận trên hợp đồng với các nhà đầu tư, hàng tháng công ty chi lãi 5%, tức là một khoảng 1,9 triệu. Đây là số tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty Gia Nguyễn. Nếu nhà đầu tư nào giới thiệu được thêm người tham gia góp vốn thì sẽ được công ty chi trả tiền lợi tức, tùy số tiền người được giới thiệu đóng góp. Trên hợp đồng ký kết, Dũng đưa thông tin số tài khoản của công ty Gia Nguyễn để các nhà đầu tư chuyển tiền. Nhưng thực tế đây là tài khoản cá nhân của Dũng. Qua công tác điều tra xác minh, thu thập tài liệu, Dũng đã huy động được 400 cá nhân góp vốn thông qua 500 hợp đồng kinh tế. Số tiền huy động góp vốn từ 1 tháng 10 năm 2021 đến 15 tháng 4 năm 2022, 43 tỷ. Và sau khi có tiền thì Dũng đã sử dụng để trả khoản vay trước đó cho 4 cá nhân, 16 tỷ. Dùng tiền người nộp sau để trả lợi tức cho người nộp trước, hơn 6 tỷ. Số tiền còn lại Dũng sử dụng vào việc chi trả lương cho nhân viên, thuê mặt bằng, thuê xe, nhưng không hóa đơn, chứng từ gì mà chỉ dùng tài khoản cá nhân để chuyển khoản. Theo cơ quan công an, Dũng không sản xuất mua màn hình GNG như đã hứa hẹn với nhà đầu tư. Công ty Giang Nguyễn cũng không có hoạt động kinh doanh sinh lãi như hứa hẹn với các nhà đầu tư. Quá trình điều tra thì cơ quan điều tra thu giữ được 500 hợp đồng bản gốc kèm phiếu thu mà Nguyễn Văn Dũng ký kết với gần 400 nhà đầu tư được lưu trữ tại công ty Giang Nguyễn. Hiện vụ án đang được chúng tôi điều tra làm rõ, cơ quan công an cũng đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Văn Dũng và công ty cổ phần tầm nhìn ra Nguyễn Group đến ngay công an quận Hà Đông để trình báo cung cấp thông tin. Lãnh đạo công an quận Hà Đông nói thêm. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo đã bắt giữ được kẻ trộm 32 nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 5, phòng cảnh sát hình sự PC02 công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Văn Thái 52 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh để điều tra về hành vi trộm cắp nắp cống trên cầu Thủ Thiêm 2. Tại cơ quan công an, Thái khai nhận do không có việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp. Trong lúc đi trên cầu Thủ Thiêm 2 phường Bến Nghé quận 1, Thái thấy các nắp chắn rác trên cầu có thể bán kiếm được tiền, cho nên lợi dụng đêm khuya vắng, đối tượng đi xe máy đến gỡ trộm sau đó thái bán số nắp cống lấy được cho vựa ve chai được hơn 1 triệu. Và theo lực lượng chức năng thì cầu thủ thiêm hai là công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố và nắp cống nằm trong danh mục tài sản đặc biệt. Hiện nay vụ việc này đang được điều tra làm rõ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Tin tức 24h TV.